Pogba đi vào lịch sử Man United với thành tích đặc biệt. Với cú Poker kiến tạo trong chiến thắng 5-1 của Man United trước Leeds United, tiền vệ Paul Pogba đã trở thành một cầu thủ đầu tiên của Quỷ Đỏ có 4 lần kiến tạo trong một trận đấu tại Premier League. Man United có cơn mưa bàn thắng vào lưới của Leeds United trong trận đấu ở vòng 1 Premier League mùa giải 2021-2022. Đội bóng của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer giành chiến thắng 5-1 với cú hat-trick của Fernandes và bàn thắng còn lại được ghi bởi Greenwood và Fred. Dù không ghi bàn, nhưng Paul Pogba đã có một trận đấu tuyệt vời trong vai trò người kiến tạo. Cầu thủ người Pháp có 4 pha kiến tạo, cụ thể anh có 2 đường kiến tạo cho Fernandes, 1 đường kiến tạo cho Greenwood và 1 đường kiến tạo cho Fred. Trong lịch sử của Man United, chưa có cầu thủ nào thực hiện được nhiều hơn 3 đường kiến tạo trong một trận đấu tại Premier League. Gần đây nhất, Man United có cầu thủ lập hat-trick kiến tạo và thành tích của Antonio Valencia tháng 12 năm 2011 trước Pogba. Cũng mới chỉ có 7 cầu thủ của Man United tạo được hat-trick kiến tạo trong một trận đấu. Như vậy, Paul Pogba của Man United đã trở thành cầu thủ đầu tiên lập poker kiến tạo. Lập poker kiến tạo không phải công việc dễ dàng. Bởi nhẽ, dù trải qua khoảng 10.000 trận đấu ở Premier League, nhưng Pogba mới chỉ là cầu thủ thứ 7 lập được poker kiến tạo trong một trận đấu. Đây cũng là trận đấu đầu tiên trong 10 năm Man United mới có đồng thời cầu thủ lập hat-trick bàn thắng và kiến tạo 3 bàn trở lên. Vào ngày 28 tháng 8 năm 2011, Man United thắng 8-2 trước Arsenal. Ở trận đấu đó, Ashley Young và Wayne Rooney lần lượt có hat-trick kiến tạo và ghi bàn. Theo thống kê của Waska, trong 74 phút có mặt trên sân, Pogba có 49 lần chạm bóng, 25 đường chuyền ở bên phần sân đối phương, 12 lần thực hiện tranh chấp tay đôi, 5 lần tạo cơ hội ghi bàn cho đồng đội, 4 đường kiến tạo, 2 lần dứt điểm, 1 lần đánh chặn, 1 cú tắc bóng và 1 lần bị phạm lỗi. Pogba đang ở trong năm cuối cùng trong bản hợp đồng với Man United. Hiện việc gia hạn hợp đồng hai bên đang bế tắc. Cửa rời Man United trong hè năm nay của Pogba gần như không còn bởi đội bóng thành Paris, tiềm năng nhất với khả năng chiêu mộ anh, đã cạn tiền. Mới đây, PSG dù không mất phí chuyển nhượng nhưng tiêu tốn số tiền lớn vào việc ký hợp đồng với Messi và dường như họ không có ý định chiêu mộ thêm cầu thủ trong hè năm nay. Các bạn đang theo dõi bản tin FA Premier League mùa giải 2021-2022 do Mark Tham Vọng thực hiện.